Chào mừng các em đã đến với kênh của chị Heo Xinh. Ngày hôm nay chị Heo Xinh sẽ review tập phim Giống Như Thật, bộ mô hình nhựa quan sát thiên nhiên. Cùng bắt đầu thôi nào. Tại nhà của Sonio, các bạn đang được cậu bạn giới thiệu về bộ mô hình lắp ráp mới. Khác với bộ mô hình nhựa được sản xuất hàng loạt thì đây chính là một bộ mô hình được lắp ráp kỹ lưỡng, phiên bản giới hạn đó nha. Thấy Nobita có vẻ thích thú với bộ mô hình này, Suneo liền cà khịa ngay: nó mắc lắm đấy nha, chắc là Nobita không có được đâu. Nghe vậy thì quá tức, Nobita chạy về nhà và hỏi mèo ú xem có mô hình nào quý hiếm hơn không. Ở thế kỷ 22 có mà đầy ra, ví dụ như có thể tái tạo lại toàn bộ nhà cửa và hệ thống giao thông của Tokyo với tỷ lệ 1/1000. Nobita nghe vậy thì thích lắm, liền bảo mèo ú cho mượn, nhưng mà phải mất 30 năm mới hoàn thành cơ. Nobita lại mượn cái khác, làm nhanh hơn đi, nhưng bị Doraemon chửi cho sắp mặt vì cái gì Nobita cũng bỏ dở, chẳng có cái gì cậu ta làm nên hồn đâu. Cùng lúc này, mèo ú đã nhớ ra một cái gì đó. Sau một hồi đã bị Nobita dụ dỗ, mèo ú liền lôi ra bộ mô hình quan sát tự nhiên số 1 gồm có giá trang trí và các hạt nhỏ. Mèo ú bảo Nobita hãy dùng keo dán các hạt này lại với nhau rồi bỏ lên cây, mình mới làm xong. Nobita liền há hốc miệng vì nếu cho mọi người xem cái này có mà bị cười cho thối mũi. Bên ngoài, Suneo vẫn đang treo cây và quan sát mọi chuyện. Thấy đây chỉ là một mô hình nhựa rất tầm thường, cậu ta liền cười nhạo và bị té sấp mặt. Trong này, mèo ú bảo Nobita hãy quan sát hạt nhỏ, thì ra đây chính là quả trứng sẽ nở ra chú sâu nhỏ. Nó ăn lá cây và dần dần lột xác trở thành nhộng, sau đó sẽ bay ra thành bướm. Nhưng khi vừa bay được một lúc, nó sẽ biến mất và trở thành hạt nhỏ như lúc đầu. Thì ra nó chỉ phát triển hoàn toàn thì sẽ quay về quả trứng như ban đầu vậy, để có thể tận hưởng nhiều với môi trường thân thiện rồi. Nobita hớn hở lắm, dụ Doraemon hãy lấy ra nhiều thứ khác để làm cho Shizuka xem nữa. Cuối cùng thì mèo ú cũng phải mềm lòng. Ở bãi đất trống, Suneo đang trong bộ dạng tả tơi kể lại chuyện mô hình của Nobita cho cha An nghe. Đúng lúc này, Shizuka đi ngang qua, biết cô bạn sẽ đến nhà Nobita để xem mô hình nhựa. Suneo liền ngăn cản cô vì cho rằng Nobita quá ngốc nghếch, nhưng Shizuka vẫn chẳng hề quan tâm đâu. Vừa tới nhà, Nobita lại hí hửng gọi Shizuka đi lên phòng ngay. Đó là một bể nước, quan sát kỹ dưới đáy có một quả trứng, sau đó nó nở ra thành nòng nọc và dần dần phát triển thành một con ếch nhảy lên đùi của Shizuka. Cứ tưởng cô bé sẽ thấy thú vị và thích thú lắm, nhưng ai ngờ Shizuka lại hét toáng lên rồi bỏ chạy. Cứ như vậy, chú ếch kia cứ đuổi theo, làm Shizuka phải nhảy cả lên bàn ngồi luôn. Thì ra là Shizuka rất sợ ếch. Nobita liền nói đây chỉ là ếch nhựa thôi, định đưa cho Shizuka xem thì tự nhiên nó lại biến thành quả trứng, làm cô bạn hết cả hồn. Tiếp đến, Doraemon đã lấy ra nhiều bộ động vật khác cho Shizuka lựa chọn. Cô chọn chim én nhưng sợ nó trưởng thành sẽ biến thành trứng mất. Mèo ú liền lấy ra khí tạm dừng, nếu xịt vào thì sẽ giữ được ở trạng thái đó. Bên ngoài, Chan và Suneo vẫn đang ở bãi đất trống, thấy Shizuka cầm cái hộp gì đó liền chạy lại hỏi thăm. Thì ra đây chính là trứng mô hình nhựa nở rồi phát triển thành cây, nghe rất là thú vị nhưng Suneo vẫn chẳng tin đâu. Cậu ta cho rằng nó thật là vô lý. Vậy thì Shizuka sẽ chứng minh cho các bạn xem nha. Bỗng Suneo hớt hải chạy đến nhà của Shizuka thì thấy một con chim én đang bay lượn. Thì ra mô hình chim én nhựa sẽ đẻ trứng và nở thành một đàn con. Suneo thấy vậy thì không thể tin vào mắt mình nữa. Cậu ta liền chạy đến nhà của Nobita, lựa một đống mô hình định mang về nhưng bị mèo ú ngăn lại. Hai bên giằng co và kết quả là đã làm cho chúng ta nát hết. Suneo thấy không thể dễ dàng ôm đống đồ này về, cậu ta đã liền chơi chiêu. Cậu dọa mèo ú rằng có trứng chuột, làm cho mèo ú sợ xanh mặt rồi bay thẳng ra ngoài luôn. Nhưng Doraemon đã nghĩ lại, chuột thì làm gì đẻ trứng cơ chứ. Sau đó cậu ấy liền quay về thì Suneo đã lấy ra một cái to nhất và chuồn đi rồi. Suneo hớn hở mang trứng về nhà lắp lại rồi chờ đà điểu phát triển. Quả nhiên quả trứng đã bắt đầu nứt ra và nở thành một con gì đó, làm Suneo hỏa cả hồn. Lúc này Nobita mới nhận được điện thoại từ Suneo. Bay đến thì cậu ấy tá hỏa khi thấy một con khủng long khổng lồ đang phá nát nhà của Suneo rồi. Nhưng vì đã xịt khí tạm dừng nên nó không thể quay về thể trạng quả trứng nữa rồi. Suneo lúc này chỉ biết khóc ròng mà thôi, cho chừa cái tật tài lanh nhé Suneo. Vậy là tập phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã theo dõi video của chị. Nếu thấy hay, hãy nhớ like và bình luận ở phía bên dưới. Hẹn gặp lại các em ở những tập phim tiếp theo. Xin chào tạm biệt.